Xin chào các bác nhá, em vừa về thêm được con hút ẩm Hitachi, một con máy công suất hút 16 lít, điện 220V, cực đẹp luôn ạ. Máy giao diện tiếng Anh dễ sử dụng, có những hàng Nhật sản xuất luôn, made in Japan. Đấy, máy có các chế độ hút ẩm này. Hitachi RD1699CF, hẹn giờ. Chỗ này có lắp fan. Con này điều chỉnh tốc độ quạt các bạn, điều chỉnh gió, vệ sinh máy, công nghệ nano titanium khử khuẩn. Thì dâu mẫu này thời điểm này khá là hiếm quá, chạy cực hay luôn, hút khỏe nhé, hút 16 lít một ngày luôn. Điện 220V mà con này rất là tiết kiệm điện này, có 230W thôi. Hút 16 lít mà có 230W, sản xuất tại Nhật luôn. Hitachi nó đỉnh cao luôn đấy các bạn. Đèn rất là đẹp, mấy Hicot đèn nano titanium. Trước này em bán 3,8 triệu bảo hành 1 năm nhé, chưa phí vận chuyển. Các bạn nào có nhu cầu các bạn lôi nhé, điện 220V luôn là rất là tiện đấy. Chào các bạn, 3,8 triệu.